phát hiện nhiều mặt nạ thở oxy, máy tạo oxy Trung Quốc có vấn đề. Tình hình buôn bán hàng nhập lậu và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là khẩu trang y tế, thiết bị y tế có chiều hướng tăng. Cục Quản lý thị trường, Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã lợi dụng nhu cầu cấp thiết của người dân để kinh doanh các mặt hàng trang thiết bị y tế, dược phẩm bất hợp pháp. Cục Quản lý thị trường đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Điển hình ngày 4 tháng 8, đội Quản lý thị trường 16 phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế PA kinh doanh mặt nạ thở oxy, khẩu trang 3M1860 và bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19. Qua làm việc, công ty chưa xuất trình được giấy công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định. Toàn bộ hàng hóa có nguồn gốc sản xuất từ nước ngoài nhưng chưa chứng minh nguồn gốc thương nhân nhập khẩu. Có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Vì vậy, đội Quản lý thị trường số 16 tạm giữ hơn 2.200 cái khẩu trang 3M1860 xuất xứ Trung Quốc, hơn 3.300 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19, Ag test Humasis xuất xứ Hàn Quốc và 3.000 cái mặt nạ thở oxy xuất xứ Trung Quốc. Tương tự, ngày 9 tháng 8, đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn TMGV xuất nhập khẩu NHB tại quận Bình Tân do ông NHB là người đứng đầu chi nhánh. Qua làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện 300 cái khẩu trang 3M9001V chưa xuất trình hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, 20 cái máy tạo oxy và 3.400 cái khẩu trang bảo hộ lao động N95 là hàng hóa do Trung Quốc sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Cũng theo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp dẫn đến cung cầu hàng hóa chưa thật sự ổn định. Tình hình buôn bán hàng nhập lậu và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là khẩu trang y tế, thiết bị y tế có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp. Thu nộp ngân sách hơn 30 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra 1.684 vụ, giảm 411 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 30 tỷ đồng, tăng 9,11% so với cùng kỳ năm trước. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 236 thông tin phản ánh, tố giác vi phạm trong lĩnh vực giá, sản xuất, mua bán khẩu trang, nước diệt khuẩn giả, kém chất lượng qua đường dây nóng. Các đội Quản lý Thị trường đã kiểm tra 197 vụ, xử lý 188 vụ, phạt hành chính tổng số tiền là 3,1 tỷ đồng. Tạm giữ hơn 11 triệu cái khẩu trang các loại, 12.000 cái khẩu trang bán thành phẩm, nhiều dụng cụ, bao bì sản xuất khẩu trang. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.